Okay, Mark. By pawn. Okay, bao trích bây giờ. Tất cả bây giờ rao cái lại anh đại dương bạc cả controller dù mùi nông dù rao lấy bật thằng lời cháu dù mùi controller article dù mùi photo nâng dương rùi rò bì ca bạc cả controller hay liên mùi dù liên dương mệt nhé anh bảo thông lại cho tới luôn đó với cả bỏ parameter lên sạch tất cả dương nâng chô đó bì dù cho chúng tôi sẵn cắt hơn từ lời bì dù tính chúng ta sẽ bay dùm nó tới cứ ok ví dụ cứ viên miên được biết này ca cắt ví dụ là bảo vệ thương năng bút sạp được biết này ca cắt lại ao nó không là nó vẻ documentation để nó mau front end em mình cho front end ni front end hay plat template chạy tôi mới ca cắt view layout bởi vì cho nên miền tập trung cắt layout không xây không đó đa miền bài chạy chỉ master layout chỉ miền là bây giờ thứ main page cũng thò cho mau vậy đối với bậc cao về dân đi blog bao giờ chứ dân miền in đánh mới đây chỉ main page hay include sắp về mau chẳng rồi cho lên ok ưu thò đi lên trong website có bài dân trên ngày hàng lơ bởi vì chúng tôi trên cram bởi vì việc có chỉ ăn đôi mà như thế ắt đôi. Ta vậy thì việc đâu tại block đà đi. Tại block đà đi. Nếu không là phải miền việc cắt từ chỉ bài từng bài. Miền ha, khăn lừa khăn cào rồi bong na để ăn đâu chỉ ngay đặt viên lên mặt cái này. Cái hai thằng men lại ảo được thằng men thấy. Tao máu à tôi tôi trên diện đặt lên luôn đặt lên tình cái page đặt lên home page tôi được con đặt lên cái thấy. Khó thay về cái đó hay in luôn chỗ chỗ không nặng vậy. Nặng miền men đi muối. Nặng nặng. Ủa bạn chắc chắn là lý viên AMB đứng ở đây từ đây. Chứ cả các AMB thông minh trên mùi. Tập máu bạn như chạm đào mình khuôn ở tôi châu màu. Bây giờ một mơ này trong đi. Dương đang khơi ca cầm nập này lấy ảo. Phụ thò dương viên AGM ở đây ấy. Như chạm đào cầm nập. Viên chân hổ, hàng lơ của viên. Hai viên viên chìa lên trong đây mùi. Nhưng mà dương chạm đào cầm nập tạm viên. Phụ thò thì dương chạm đào mình lấy ảo mùi này lên đó. Dương chạm đào mà bà cả nông resource. Đôi cái này á, tức cái này á. Thôi chúng ta đã viên này khẳng cao mua, chúng ta đã viên master rồi có lẻ áo dạy trong đây nè. Chúng ta đã lẻ áo dot blend dot php. Anh đang cứ viên content nơi tập trung HTML header xem xây cho lần của viên chìm lẻ áo nữa không nữa. Thế nhưng ai có hai viết là dot type HTML HTML5 mà file xây chết nhưng store ra tầm lấy đây block nâng này anh ấy mình store gì luôn thằng ạ nâng này à thấy block vì rụng riêng và mấy store ta rụng riêng với mà bạn ok chẳng lại đi mình file muối thằng nâng close phía nhưng toàn mình style mình ấy đấy cái mặt liền ở đây thì nhưng mà chả close style chẳng thọ thay nhầm trăng ao thay thọ vào hôm nay nhà mình lên mơ từ lên sờ bãi về kiểm tra lơ hôm hết nên khởi sờ bãi nhiều chơi lơ cầm sán sầm bàn sầm sán ăn sờ sờ bãi nhiều bây giờ trên thay thọ nó đây mình đây là mình chuyện thay thọ nè đây là mình chuyện chứ những ai xem thay thọ về tới chỉ đây là mình bán được trong con này bạc cả là gì ở thay thọ mùi nào nào đặt như cháu thằng đấy hay anh có trong bàn đặt mua thì nó được gọi là thế hiểu đặt mua bao nhiêu thấy thó chúng đặt phần anh cháu mua chẳng ok là đoàn thể gì đấy đầu tiên chúng chặt ra ba session anh đi sai ba cái ba sai ba tại nhưng mà toàn phần anh như mong anh đi mong kinh thành đấy được không nào đặc biệt ưu thoa những căn đất ruộng chúng ai những dụng bootstrap mà đã tem rồi cũng chúng chi design thế ai những chơi là nghề thủ mờ đấy nhưng bằng bàn bootstrap chúng tôi download bootstrap mùi nông sân định biên xe đấy chẳng phải download thế cho bây giờ phơi bút chết những cái nhà copy bootstrap này nhân thở thì vô về ta đặt đấy ok bây giờ những bút bootstrap nick nông la rồi về thì những vô ta đặt về nó cái này nè mình nhớ
line ណាអីជីមក line ក្នុង Facebook ក្នុង line ណាអីជីមក public ដាក់ចូលក្នុង folder public វាមានហ្នឹង folder cs cs ហើយយើងទៅក្នុងហ្នឹងណាយករកកន្លែងដាក់វាឃើញចឹងខ្ញុំចាប់ដល់ copy វាមកខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ root directory របស់វា explorer public okay គឺ structure របស់វាអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់តាមវានៅក្នុងហ្នឹងណាចឹងចាប់ដល់យក file របស់bootstrap របស់យើង cs យើងយកតែមួយទេមិនអញ្ចឹងហ៎ step to minus cs okay ចូលមកកាន់ public folder has អុយបងវិញ fun យកទៅទាំងអស់អត់ file ទេពីមកកាន់ cs ចេញមកក្រៅផាសអូ sorry copy folder fun control c public path fun okay នៅ js មួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងយក bootstrap js.min okay នឹង folder js ដែរ okay យើងបោះមកវិញមកអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ resource របស់យើង refresh okay មកហើយចឹងរាល់ file CS, JS ឬក៏ font ឬក៏ IMG ផ្សេងផ្សេងត្រូវដាក់ក្នុង public directory public directory នេះហ្នឹងតោះមក link ទៅកាន់ view វិញយើងមក main layout របស់យើងយើងធ្វើការ call ហៅ CS របស់យើង link ហ្នឹងរ៉ែ okay style sheet sheetបន្ទាប់មកអេដេស location នៃ file យើងបិទបើកនៀបប្រើ url ដាក់ទីតាំង cs អាច single code folder cs class bootstrap strap dot min dot cs ណាបិទ link វិញគឺរបៀបហៅវាខ្ញុំពេកហើយតម្លាក់ហ្វុនតិចខ្ញុំមានបាក់វាយដែរsetting ខ្ញុំតម្លាក់ហ្វុនវាតិចហ្វុនធំពេកអញមកដល់8 okay សុំមក okay នឹងគឺជារបៀបវាយហៅវាខ្ញុំមើលខ្ញុំរ៉ាន់ទៅខ្ញុំប្រាប់ថា URL អីគេក្នុងខែអីបានត្រូវដាក់វានៅក្នុង URL យើងមាន file នឹងមួយឧមាក្នុង controller របស់យើងយើងនឹងបង្កើត controller home page មួយទៅមករៀងអា default home page របស់យើងយើងបោះមក controller យើងមានច្រើនក្នុងនេះចំដាក់នេះអាចនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាទៀតបង្កើត controller អូខេខ្ញុំនឹងបង្កើត controller home page មួយដែលជា default page មិនថា load ចូលមកគឺ load តែមុនគេអូខេតែខ្ញុំចូលមក cmd របស់យើងឬក៏បើកនឹងនេះបានដូចគ្នាណា view outputterminal ជា terminal វិញយ៉ាអូខេចុះវាថាវា load ដល់ current directory ដូចគ្នា block ដូចគ្នាណាក្នុងនេះដូចតែយើងបើកក្នុងធម្មតាខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើត controller មួយគឺ php artisan make controllerHome controller enter okay ទទួលបាន home controller មួយហើយបងវិញយើងនៅឲ្យ home controller គឺជា default controller ដែលពេលដែល access មកកាន់ root daemon គឺ controller មួយហ្នឹងគឺ load មុនគេអញ្ចឹងមកកាន់ route សិនមក route នៅពេលដែល slash ដំបូងនេះគឺស្មើនឹងគេវាយមកកាន់ root daemon របស់យើង okay root daemon របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកអាចឈប់ប្រើ enumer function នេះពីមើលចោលcall ហៅ controller ដែលនេះចង់ឲ្យ load home controller add យើងនឹងហៅ function មួយឈ្មោះថា index ដើម្បី handle នៅលើ root daemon ហ្នឹងអូខេតាមបោះមកកាន់ខ្ញុំអាចប្រើ control p ដើម្បីខ្ញុំអាចថៃនោះនេះគឺ home controller ពីមក home controller បានណា control p យើងអាចឆ្លៀតទៅកាន់ file ណាមួយដែលគាត់ទៅឆ្វាយឈ្មោះ file ប្រហែលខ្ញុំទៅ web.php
มาดาแวะไปนะชมไปท่านเธอจะได้ประทานเช่นเปล่าหรือไงไปแต่ตลอดได้จริงจำนวนประกาศในฟังก์ชัน index มุ่ย number handle request okay จะทำหน้าคือทางแบบนั้น index ต่อมาจะหนึ่ง return view okay ต่อมาจะประกาศจะได้ชัวร์ view ยังยังบ้านดังปี structure ไปยังไงประกาศจะ home index มันยังไงประกาศ folder home มุ่ยต่อมาได้ index ชัวร์น้องขนมหนึ่งสำหรับเลือก controller ไปยังบอกประกาศ view ไปยัง okay come onจับดาวประกาศ directory มุ่ยไปเจาะทาวีคือเจาะกรุ๊ปใน view ระบบ home controller นั้นได้ไปเจาะชั่ว controller นั้น home ต้องดัก file index dot land land dot ok ต้องมาจับดาวไว้ทำสิ่งหนึ่งหนึ่งติดต่อ index index okจำได้ปนึงจะจับได้มาเซสเตอร์บาร์ในเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปติดกัน local host ยังรันได้ refresh okay. index ปนได้ index ยังจึงจองบาร์ main layout บางยังเมาจีบุ๋ยเป็นยังไงบุ๋ย index บางยังบางยังอยู่ซอกอะไรนี่คือเมาได้ h1 ในหน้า header หน้า footer บางอย่างเป็นยังไงยังตัวกาปลาหนึ่งเมาจีบุ๋ยโอเคยังตัวเดิมไปบุ๋ยยังมีประกาศฟาร์มบุ๋ยยังเป็นยังไงบอกมาวิ่งไปบอกมาการแมนแล้วยื่นจับรามประกาศในยี่ห้อมุ้ยยี่ห้อได้แค่หนึ่งทุกการขอหาบาร์คอนเทนเนอร์มุ้ยสัตว์นะโดยยังการในเครื่องพีชพีไว้ยังจะแต่นั่นยังคอฟเนติกระเบียบเบียร์แต่กูน้องยื่นคือดังนี้คือโยฟาร์มุ้ยจีรวมจีแมนแล้วในเว็บเพจสมาร์ทคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ยิ้มเซตนี่จุดด่วนเนี่ยทั้งงอคนนี้ด่าแอดจีนเอาไว้โอเคด่าชูมากันแทนด่าช่วยกับมาได้นี่ใช้ยังดิทำไรกันแทนโอเคยมีนเป็นยังไงขนม index dot blend เตอร์กาปลาเมนเลยเอาบุยหนึ่งเตอร์กาปลาไม่ใช่เตอร์กาโลกี่เมาเดี๋ยวนั้นเมากับอะไรนี่เป็นเมาโอเคโอเคยมาจีนี่กีปลาปีหรือเบียบ extend เลยเอาจังกรันเตเนี่ยทั้งงอคนนี้ด่าkeyword extend ហើយដាក់ឈ្មោះ layout ដែលអ្នកចង់ extend ជា main layout របស់វាក្នុង k គេទៅទេនេះមានថាគេមាន folder មួយឈ្មោះ layout file នឹងឈ្មោះ app តោះមែនទេកទុយក្រោយគឺជាឈ្មោះ file ខាងមុខគឺជា folder តែបើយើងមិនមាននៅក្នុង folder ទៀតទេអត់មានទេបើយើងដាក់នៅខាងក្រៅមកអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល key នេះចង់ប្រើ view ណាដែលចង់ប្រើ main layout មួយនឹងអ្នកនេះគាត់តែប្រើនៅ keyword extendបិជាឈ្មោះ layout លឹងទីតាំងរបស់វាអញ្ចឹងបើយើងនៅខាងក្រៅយើងដាក់ layout តែម្ដងប៉ណ្ណឹងទេមានថាយើងនឹងប្រើ main layout ព្រោះមកឲ្យ sub view renderer view របស់វា load ទៅចូលក្នុង block មួយណាព្រោះ main layout អាចបែងចែក block ច្រើនខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងលើខាងក្រោមទៅក្នុងនោះមែនទេក្នុង k របស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យ content load ចូលមកក្នុង block នៃ container container ពួកវា page មែនទេ container អញ្ចឹងអ្នកនឹងត្រូវបិជាវាទៀតថាបើឲ្យវាលោតមកប្រើលេអៅមួយហ្នឹងលោតចូលទៅកន្លែងណាដោយគ្រាន់តែបើកនៅ session នៅក្នុង sub view មិនចាប់បើកមិនតន់ណា session end session ដាក់ឈ្មោះ session contentតើមកខ្ញុំយក index ដាក់ចូលក្នុងនេះ Okay boy content នេះខ្ញុំបានមកពីណាបានពី main layout យាកាលណានៅក្នុង main layout ដាក់យាឈ្មោះនេះទៅដល់ sub layout របស់វាអាចហៅឈ្មោះដោយប្រើ keyword content section ហើយដាក់ឈ្មោះវាទៅ Okay ខ្ញុំរាំងឲ្យមើលទៅមកឆ្ងល់វាហើយ view pixels មកអាទាំងអស់នេះមកពីណាមកពី main layout មែនទេនៅក្នុង file របស់យើងមានតែ index ទេហេតុអីបាន index load វាដឹងថាខ្លួនវាត្រូវ load view វាចូលក្នុង container ហេតុអីបានវាដឹងមកពីក្នុង container យើងបានបើក class មួយ container ហើយយើងបានងារមួយមានថាយើង receive block មួយថា sub view អាច load ចូលក្នុងនឹងបាន
bà sân bà trong lâu trồn đó nông sắp bây giờ để trai ca pra mên lại ở tìm mua chân pra khi mơ đi sẵn đạt location lại ao nơi này đạt chung phim màu đấy bà sân bà miên sắp đầy đầy này đang đi ai đạt chân màu mà thà nhưng mà cần vô đơn men hay chung mên lại đạt chân màu thay bà đạt này lỡ rồi đâu trai thay lỡ kể đằng này miên này thay dương nên phơ ca có thái của pha lại ao cư chỉ men bây giờ bà tòa màu tin là nấy đèn đất nông sắp bây giờ trong ao khốt tơ cả lại ngàn ao khốt tơ cả lại ngàn này men lại ao chân tập lòng này nông men lẽ áo đừng men thì dây một loại cái này anh bao dưỡng nha cái này nếu từ ăn nhát ao sắp lẽ áo bao vía xem là máy chôn không lòng bằng bàn kệ ưu thọ thì kiếm mua viên mau container control v control sắp nhưng mà đang trong container hai nhưng mà đi phải in đây vào những output cloud container đó dưới cứ sầm đau ca bao block ao sắp vào dưới được bảo vệ ai xem trong bàn men là những ai mình block nào của sắp vào dưới làm đâu tay mình làm block nào ok đam bay xem tầm lấy cho từ căn men là ao mình pi sắp vào dưới còn tại bao nơi session phải chạy một giờ giờ những bao men là của mình cầm thẻ ấy bật end session mình tắt tầm lấy để cho ao control cho từ nông block block làm nào extend load từng hồi page cho máu và tôi mong được nông hồ phê rằng trong display cho tập lọc mùi này tôi sẽ có mùi gì đó này ok anh đi anh đi lấy em bắt viêm lòng bình ok mũ index file index chứ cái mơ home controller bây giờ dừng load trên P bây giờ bây giờ home hay file index bây giờ ai hôm bây giờ mà mơ nè là web nè mơ controller home về đang execute nè pair cái bài cái nè slash root domain bây giờ cứ lục hoa bài sập ở bấm bài còn ok chương pair đây chương bài chỗ return index ok output đang cầm tới còn đây chương mà mơ view source chương miên tại x quá nên đây chương mình chẳng hết chỉ thông ở đây web page bây giờ một con chương miên men lấy out bảo biển đang miền cần thêm nơi ca lột lạc in, lột jQuery miền lột ở HTML, head xin gì mà nhớ nhưng ta đang tạo cực hình đâm bây ban men lại ai bảo vệ máu thì mỗi nhà đấy thử bảo cát men lại ai mùi máu nâng 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 đòi khi nông khê bảo nhớ cứ dân ban bảo cát pha chì men lại ai mùi đòi chúng ta lại ai đọc lẹp đọc hình chuyện nơi nâng rút bảo dụ nâng tèm đó ai dân ban được xe nơi thùm rung tụ tư đại cực hình ác trâu thể miền cực hình ác trâu thể miền HTML, title, meta ca lột style sheet nữa còn nữa hai chiếc bát bao nơi cần thay ra mùi nữa còn nữa ai dùng chân ao rồi sao phải du đừng ao p để phải men lại ao được rác ai lột từ đấy cho lọt như ta ấy miệt lọt thiết ai phải còn thế nữa cái nông in tay cho bò dưỡng dưỡng bà con chỉ trâu cả nờ tùm rung bát bát ấy chỉ mở mở từng một màu với nhạc nữa còn nữa đam bay ba này nữa một can in tay chân in tay bên đi cứ chỉ sắp phải du này lại ao chúng ta bay hai lẻ áo máu từ phần ra khi vợ extend đặt mua lẻ áo máu chúng pha và chúng cứ lẻ áo đập lép đặt tới lẻ áo chúng tham gia những hai đứa chúng mình đập lẹt đập hình như thế lẻ áo vì những phần ca load từ roll html để miền này không lẻ áo cho một không index chẳng hạn cho không index chẳng hạn cho chẳng hạn phần thứ máu support bên nhà p để load men lại ao cho tới đầm lấy được nông file in định đầm lấy nông file in định từ lâu cho tới block nào mũi này men lại ao vì anh lâu tới cái lại nào các bạn đấy ao cho mình search mũi này mũi gì vậy dân cư chỉ cái lại mũi ta đầm bay define block 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 đầm bay ở sắp lại ao ai lâu cho vào đó ok chắc lại đi cho ban bậc cao dân quân cẩn thận cứ bị chạy tháp pe roll đại sắp lại ao nang extend trên bị men lại ao vì ai lâu tới ở đây là bảo biến cho không dương cần thành bạn ok chân dương cần thành tầm lấy qua sắp lấy ai nó thất bên không cần thành được thất không cần thành được ok p để extend ấy chạm đầu hai trong ai in đây lâu cho không dương cần thành mình nhớ ok add section đã cho mua dương mà vậy chưa lâu được năng mà and content vô in text output không nè output không nè
chẳng có mau refresh bao nhiêu. Ok. Đào gì mau bây giờ khi nè ok this one right ok chẳng tổng lại này index nhưng nó cho nó content content nè đọc phép xa phao xây diệt ở mà là category page detail page mình trời cao ra main layout trời extend được nè hay trời score dưa hạt luôn ấy trời lốt cho lại nè này main layout tôi còn tại phao trời session hơi bị chạy ti tăng được luôn trời lốt tự chẳng section content đặt tầm lại đến chỗ chỗ tự chắc content này bây giờ tôi lấy content lại nhờ dạ tự được thì ủ thò thì cho mình một block tiền em bao một block tiền ao cho ai sẽ tầm lại cho bán nó về group layout để extend cho tới nhưng chập đam bảo cũng vậy đó. Sub directory đọt bị khỏi. Đọt bị khỏi. Ủa đó, chúng ta đã tem vui trẻ, chúng ta tha cái này cứ block size bà. Ok. Phụ vị chỉ mềm lẻo được không nào? Block size 3 nó vì nâng tay nâng mít để tam page thì mùi nơi home page ai load size 3 điểm gì nơi nâng category page ai load size 3 điểm gì. Ok. Phật sân là nông khe bẻ bây giờ mình ai define nơi tổng rộng HTML tăng on nơi nông main layout đi buộc lại nâng khó khó khăn đi đại dương mùi dữ hơi chúng ta từ size 3 lại nâng đắt của ấy là dương đi. Ok, đã dễ một tiếng. Nếu P để sub view, trời ban extend trên P view. Cái này trong display index, hai viên miễn size 3 để trời display để can sub view được này, main view được này. Bao session. Session. Bao size 3. Chẳng biết đăng thay với P để load với tới cái này. Size 3. Ất bất. Thì đi up tới nào đi. Ở đây sao không? Ok. Hai chúng ta sai. Sai ba. Ba. Ok. Mở refresh. Ok, mở rồi bây giờ. In đây chúng ta không container, container còn đã bị lấy nơi trong mà đã rồi, mình đấy. Sai ba chúng ta cài container luôn một khán. Nhưng mà users vì lột màu có đôi cái lại này chẳng đấy home page nhưng chạy màu cái lại này nè nó nên khơi size 3 vì bắt đầu rồi size 3 bắt đầu ra một page điện nhưng chẳng size 3 out I define fit thì nó home page là size 3 thử riêng chân group cái lại nhỉ out đây mày đấy bà out thử của các riêng mới vì bắt đầu tăng luôn riêng màu nên nó tên cái size 3 riêng mình vì lột cho màu luôn riêng màu ok chạy chia ok bọn mình mày đây khẳng lời chúng ta ok, cuốn đi đôi khi nhé, tập về màu cùng sáng màu hôm thế màu trầm hiền gì vậy? Miền chân bà lọc nó cứ khó khăn đấy đẹp tôn thì mùi đang thay thở chân cái lại đi nghe gì? Ông mà thay nên không lấy áo sẽ phải dùng bạc ca phụ đơ mới đáp với đại trẻ nâng này ông mà thay lấy nhưng mà bạc ca phụ đơ mới mới á nó mới dù kèo nhưng mà bạc ca phụ đơ với vừa mà chị phải dùng cái ta ồ mình lấy áo chứ là mình lấy áo home page phó mình lấy áo front phó mình lấy áo bỏ admin phó ủng thò đó nhưng mà bạc ca phụ đơ mới mèn chạp mình lấy áo bỏ biết đã cho nông mèn ủng thò viên này chẳng tôi in đây là trong hai viên được bảo đã mèn đọt lấy áo directory này file này thằng cái rồi bà miền tăng tiếp đọc to tiền dạ chẳng mà đấy refresh nên cứ chuyển việc bay chạy view được không là mẹ bay chạy view đấy định bao nhiêu cứ dùng chi tiêm cho view thì có mau include không mềm đòi para mấy sau include làm bay lâu view được chồ mà nhỉ include include tại nên là phải lo thì sao phải chưa trong đó còn để extend main layout hay xu thế sao phải lâu cho trong block này score chưa mùi nhá lâu cho mùi nữa ok tổng lại việc học nền hơn nữa đấy cái gì
ប្រហែលក៏បានដែរចឹងនិយាយថា file ក្រៅ file file ណា file file មកថា index ចង់បានជាដែរបានបើចឹងអា file មួយទៀត extend index ទៅអាច set ចូលវាណា extend index តទៀតចឹងលោកចូលក្នុងនេះក្នុងបាន extend index វានឹងបានជារបស់ index ទៅ set live index វិញយើងពីក្រៅចូលទៀតយើងពីក្រៅមិនតែថាចង់ចង់ទៅកើតយើងមកបើចោលអត់អត់ហើយអត់ហើយបកើតយើងហ្នឹងគឺសំដៅលើ block block មានថារបស់យើង define ហើយ define ណា block នេះត្រូវដាក់ side bar block នេះត្រូវដាក់ក្នុង content ចាស់ទៅបកើតមក file យ៉ាងម៉េចគឺមិនយើងកំណត់ block ហ្នឹងបានមិនឡាយយើងមិនបកើត block ហ្នឹងទេអូខេរឿងហ្នឹងគឺអត់អាចទៅរួចអូខេយើងបើយើងកន្លែង URL គ្រប់ file CSS JS ឬក៏ IMG ដែលយើងចង់ដាក់ចូលត្រូវដាក់ចូលក្នុង public directory directory public ណាអូខេ directory public ហើយដាក់ URL គឺសំដៅលើការ return base URL អញ្ចឹងអ្នកនរឲ្យឈរនៅកន្លែងណាវា return ហ្នឹងឲ្យអូខេកន្លែងយើងមក view source នឹងមក view ចាំមើលកន្លែងរបស់យើងនេះវានឹង return local host ចូលតែមកនេះគឺជាអ្វីដែល return ចេញពី URL នៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាយក project ដែរទៅ host ឬ domain name អត់ចាំបាច់ទៅបដូរទៀតទេអា URL ដឹងថា domain name នឹងស្អីគេ return មកចូលកន្លែងហ្នឹងដែរតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាដែរពីខ្លួនខ្លួនឯងគឺ URL return page URL របស់ project របស់យើងនៅកន្លែងណាអូខេអូខេខ្ញុំដាក់ URL title ម្ដងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវពេលខ្ញុំចុចលើ index ខ្ញុំត្រូវការ title ចេញផ្សេងអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ new home page អញ្ចឹងតែនិយាយខ្ញុំមាន action ទៀត load ទៅ new ផ្សេងអញ្ចឹងដែរដូចសបាយអញ្ចឹងសបាយនៅលើ home page load សបាយ new មើល title បាល់មកវិញអត់ឃើញមើល title អត់ឃើញណាដាក់ជើងស្អីដែរបាទទេនេះមិនមែនអត់ទេទេទេអូអូណាស់ណាស់ស្គាល់ទេនេះតែយូរស្ទាក់មកតបតបតបកុំអញ្ចឹងអូខេនេះឥឡូវឃើញសបាយញូថ្ងៃនេះចុចមកលើកំសាន្តសបាយបដូរកំសាន្តសបាយញូមិនចឹងទេចាច់ជាអាការបដូរ title ហ្នឹងមិនមែនវាអត់រឿងវាទៅគួយបដូរអាហ្នឹងឯងបដូរអាហ្នឹងល្អព្រោះវាធ្វើឲ្យ Google ឆាប់ស្គាល់វាទៀតឆាប់ស្គាល់វាទៀតចឹងការ set តម្លៃទៅកាន់ title នៃ page នីមួយៗសិតតែជារឿងល្អដែលត្រូវ set ព្រោះការណែនាំ set បែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ Google វារយយើងឆាប់ឃើញព្រោះវាមាន robot មួយដើម្បី track យើងទៅលើហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកចុចលើព័ត៌មានវានឹងយកចំណងជើងព័ត៌មានទៅ set តែហ្នឹងហើយតែលើ title ហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អមែនទែនគេហៅថាពពុះ SEO ដែលយើងត្រូវយល់វាហ្នឹងចឹងពេល Google search វាចាប់អា title ទៅអត់តែយើងអាសា set ទៅលើ title Google នឹង note ថា title បែបហ្នឹងនៅលើ URL ប៉ុណ្ណេះ title ហ្នឹងនៅលើ URL ប៉ុណ្ណេះយើងវិញយើង search យើងចាប់ឃើញចឹងហ្នឹងគេឡាវាមានគេដែរចាំមកចឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ title ទៅតាម page យើងដូចគ្នានៅក្នុងហ្នឹង page យើងចុចមួយនេះយើងចង់ title នេះចុចមួយនេះចង់ title នេះគេដែលសារតែយើងបានបើកវាមួយឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅពេលដែល index load ខ្ញុំចង់ឲ្យ title វាចាញ់បែបស្អីចាញ់ new home new ចឹងទៅអាចប្រើ direct អត់ទេកាលណាជាចឹងខ្ញុំចង់ set title នៅក្នុង index ដែលជាសັບគេខ្ញុំអាច set indexindex page អញ្ចឹងបើយើង set direct យើងអត់ចាំបិទចាំបើកគេបើកអញ្ចឹងដាក់ពីរបាមេរៀលទី1វា set ទៅកាន់ URL title តម្លៃវាគឺ index page ហ៎ហ្នឹង index page ខ្ញុំមកបង្កើតមួយ action ទៀតខ្ញុំបោកមក control home ដែរខ្ញុំចាំតែមកបង្កើតនៅ function about មួយ function about
theta này em view đây chúng đang không controller home chân home about nhé chân vào đó trong view resource home tôi mới chấp ra extend vừa báo từ comment là ông này extend fundament dot file thua thay layout ok ở bao trong xe thay thao bọc luôn lộ cho càng lớn vì thở cho những bao phê phong vĩa trong section xe thay can dơ thay thao vì ở bao phê cái gì đấy nên việc này nhà mình ở bao phê ở bao thời gian lột content cho đài cho bao chạp section điện chạp content and section section ta mà chạp làm đã H1 about page ok đâm bay sẽ thực hiện about ban để thực hiện ra option đâm bay phở về màu about ban copy lại muối get slash about I will load the can controller home load no function about ok refresh home page ok slash about about page mở you up you about okay. Cái gì anh xem lần này đây là mình thì cần sắp hết cả mũi để về trong display nó lớn lớn tôi sẽ bài bài xem bàn nhưng sẽ bàn đối được thế hay dương mau bị dương pay sau dương nên từ tua ban làm bài đối tôi cho nên intention cái pha chỉ là mũi vậy mình nhớ đầu còn là instant vô một pha group group lại nên cứ chia được biếm cặp với dương bỏ rồi bỏ cái gì bỏ cái gì chưa được mưa là lại hay tăng đỡ cái man pay is soft ship view nhưng đã cho nó mến này lẹo chẳng bây giờ lại nha chúng ta vì chỉ luôn chúng ta hơn đi chẳng phải năng của vị trí nha bây giờ phải năng của vị trí nha nếu nhiều thay thổ xong bây giờ hàng xa view xem lại các bạn cả nà được nông mến bao nhiêu thì nó bao nhiêu lọc ao xa view mùi nông xa view đồng bây xem lại một căn mến view viết thở xe chân chứ mua bao nhiêu nó mới cho màu đừng có lại đang mà đo index trong chạp viết ạ section title bằng lại anh em bật cái nút key lên bằng lại filter đồng lại và string string dương ở bên html cho nó nâng đề đặt vào bằng trong nó bằng này ok tại cái nút key thì dương thử ca make html cho nó nâng for in loop in list để bằng section and section mình ok ai đại chúng mua thì tăng lên trong lâu tới được thì ok ưu thôi nhưng đâu cái này chạy ra sốc sốc oh size 3 nhưng set khó hấy được không này chạm dọc tôi có thể index cũng lâu khó thì thử được là size 3 thử được index bình và đại thì mới copy path cặp 1 đấy nếu con đích con là đâu chua mà vô index từ size 3 giờ size 3 mà index content bình nhé chúng tôi content cấp 5 gì mà path bình mà nhé đồ cái bàn kìm block nó cứ đồ kìm kìm nào là admin file nhà được không được cái này cứ dương miên từ lại tích dương xuống lại quay trở lại cái của bạn cả kẻ tay với dương làm đồ xuống viết liền lột tên an của bạn này nên không nào cho mẹ ở đặt ta tạo ra môi mà không nhé môi của bạn phi của bạn ở bạc cạn môi của bạn bánh hà phi của bạn hà đây đúng không in đây cái cứ chơi tầm lại như string dương string nhưng dương xe xoay xe tới single code của bạn index code của bạn double code của bạn của PHP ở bạc cán này là string single của bạn double code trong cái score là để nhận được cho P parameter sẽ dùng bọc được thay thông nặng score ai đã dùng đặt P parameter nhé hai tầm lại nhé thì bọc được là thay thông trong khi đã dùng bọc mà string tại vì dùng bọc HTML ở đây chứ đâu bao giờ mình bằng cả rồi tầm lại dùng chứ đâu nhưng ai sẽ xây ra cũng phải rồi là như thế tại tầm lại để bị lột chốt thì bị lột chốt một lọc ví dụ như thế mà string này nó mà thay thói này tạo ra trong vòng 300 em và đây
Đã ra đây chung. Chúng ta cũng đọc em sẽ sợ. Nhưng cứ biếp cắt video bỏ vỉa. Ok. Nhưng mình cũng sắp chả. Mình đang bị load parent vỉa. Không bằng nâng, ảnh tâm bạch chứ. Slot. Ok. Bắt include tên nào bắt đây. Rồi. Section, yeah, it's that. Oh, the version này mean include. 5.4. Scroll ngang trong tình. Nó vẫn mean thế. Đây, nhưng mà đâu mà 5.2 chẳng mơ. Khóc nè, khóc nè. Đọc vì ai bắt đầu. Next include copy 5.2 khởi nhầm đầu 5.4 và nhầm score toàn đó rồi cái gì vậy thì chúng tôi pra cho đàn ok này include mình được cái này mình include được cái này include những cái pra đang bay xâm rạp xe với you xe với you thôi ha màu lại này muốn ủa thôi thế advertise mới đi vì thử đâu ra cái này chứ những ai mà cao chi ví dụ advertise mới đã advertise cho nó nâng tầng chứ những trong ai đó không phép nhưng còn đã include ở nâng tầng nhưng mà bao phép nhưng còn đã include ở nâng anh đang thất bạn anh đang include anh cứ chia chúng ta chúng khăn mỗi đá để những ai đang bảo biết thế nhưng mà sau vì tình mà nó ví dụ những biên bộ phép chia xe ví dụ chia xe ví dụ những ai cao chi phụ đợt đấy anh chưa về đang cắt layout cho nhá mà này đặt ví dụ với ADS let dot php ok anh đang cứ store tài rụng xong ra bởi advertise nè ưu tờ hò nó cùng nó mà dừng ADS ok chỉ hợp tên không index trên cái advertise này hay advertise ở vì load được hàng Chrome sai bài nhưng tại hướng là Chrome nó không không đi tờ cái này cô tờ đồ chú buộc cẩn thận bảo vệ đại này sai bài sai ba content cho mai còn ra add include đã mua màu share dot ads ok mỗi này còn đã bị đã cho mỗi đầm bầy sọc rồi cho nên từ tour ban include màu ok cho nên màu in đấy bao nhiêu ads hiện màu ok dạ từ không bao phê từ cái display ADS này nó bao phê mà đào lại đi display được hàng cao như môi đây thắp lên cái group cái này mình sẽ nâng áo cương view về tàu à tàu máu đại xe folder xe dot ADS những chìm của phê view đây ai nơi không sạp view nam môi của bạn nhưng ai include vậy cho nhóm tàu báo khởi nghĩa đem vào đây chụp hết xe vào dùng là bao mùi nâng dân cái thà vì tư cái lại nào có cái thở ca hai vì ba nè đôi tùm rung pagination rồi có tùm rung nà mùi để dân cái thà vì ai nâng nơi chân cái lấy ai cắt vì tư chỉ phụ xe vào dùng dân tử dân cái ai include vì tư include vì tư đạn nâng cái lại này nè nâng cái nông men bao dân cái ai hai xe bàn đấy nông men bao dân bàn ha thông sốc thở đã em hai mùi default là thay viết nơi thẳng lơ kê ưu hó cái nhóm A nhóm include man dot ADI man mình là thay đại ok ok share ở đây đây sorry share ở đây đây chắc ô tô không thích extend men nó nguyên ai để màu mùi gì vậy nơi cái lại xế ai include tới tài khoản châu tượng à còn là phải chia ha include nó mình hay dừng cắt vì chỉ sao ví dụ mùi từ nên là trong hai prat include về từ include về vô từ đâu nào
យើងនឹងជួបប្រភេទ view ដែលយើងនឹងប្រើស្ទួនជន់ជន់នេះតម្រង់តារាដែរនេះដាក់ view include ទៅយ៉ាងលេងបើចេះតែទេពេលដែលយើងលូកតម្រង់ប៉ះនេះឧមាថាមកតម្រង់ប្រអប់នេះនៅណាក៏ប្រើតម្រង់ប្រអប់ហ្នឹងដែរយើងកើតវាជា share view មួយដាក់តម្រង់កូដសម្រាប់តែមកប្រអប់ហ្នឹងទេតែមកយើងអាចធ្វើការ for loop ទៅលើ include ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវា repeat ប្រអប់ហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងអាចបាច់ទៅ say direct for loop លើ html ទៀត for loop លើ include ហ្នឹងទៀតពេលយើងធ្វើយើងនឹងធ្វើការអញ្ចឹង view យើងនឹងប្របែកទៅជា block 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 មានបញ្ហាងាយស្រួលក្នុងការ maintenance មែនទេមក block នេះបញ្ហាទៅមើលនៅណាអូខេយើងនឹងអាចរកឃើញយ៉ាងងាយនេះខ្លួនហ្នឹងនឹងគឺជា3ចំណុចដែលយើងនឹងអាចនឹងប្រើច្រើននៅពេលដែលបែងចែកលើអោទី1គឺការ agile របស់យើងនេះគឺជាការកំណត់ block នៅពេលដែល sub view extend ចេញវាគឺអាចមានសិទ្ធ set តម្លៃចូលក្នុង block ហ្នឹងបានអូខេហើយទី2គឺ include គឺមានថាយើងអាចធ្វើការ include view ណាមួយចូលក្នុងខ្លួនយើងបាន include អត់មានទាំងចាំបាច់ extend ទេអត់ចាំបាច់ extend ទេចាំបាច់ view មួយណាប្រើ keyword include យក view នឹងមកតែម្ដងដល់ពេលវាលូត្រាតែឆ្លងកាត់ការ extend បានសេតតម្លៃមកឲ្យវាបានអូខេដោយ index យើងចង់ចូលមកក្នុង view ហ្នឹងត្រូវ extend វា layout មួយសិនយករាល់តម្លៃ html ក្នុង layout យកមកទាំងអស់បន្ទាប់មកវាចង់លោតម្លៃរបស់វាចូលទៅប្លុកណាមួយនៃ main layout របស់វាវាត្រូវស្គាល់ view សិនហើយមកទៅសេថា section ហើយដាក់ឈ្មោះ view ចូលចឹងតម្លៃនឹងលោតលោតចូលទៅនឹងគឺជា concept នៃការបែងចែក view របស់វាអានេះនេះពងដោះមកបោះតម្លៃចូល year ទៅក្នុង block year បោះពីក្រៅមកយើងថា year ទៅយើងបោះតម្លៃពីក្រៅពីទៅណាទៅយើងថា year slide បាយតែយើងចង់បោះតម្លៃចូល year slide អូអានអាចប្រើ keyword year យ៉ាងម៉េចនេះអត់បាន section ហ្នឹងតើបោះទៅ year ទៅប្រើ keyword section វិញអត់ប្រើ keyword year បានទេយើងនឹងនិយាយទៅគេវាប្រើនៅពេលវានៅពេលដែលវាជា main page ហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យ sub page extend ទៅវាត្រូវ load ចូល block ណាបើគេតែបើហៅយើង direct ទៅ set វាអត់បានពេលដែលស្គាល់យើងពេលដែលពី sub page ចង់ set ទៅ main page ប្រើ session ដាក់ឈ្មោះយើងចូលដូចយើង define block ទុកចឹងមកថា main page យើងមាន6 block ពេលខ្លះ index ទៅ set ចូល3 block ពេលខ្លះនឹងបើវា set ចូលតែ2 block ឯងចឹងវាត្រូវស្គាល់ឈ្មោះវាទៅវា set ចូលតាម block របស់វាហ្នឹងនឹងគឺតកតងជាមួយនឹង view ហើយខ្ញុំក៏បានសូតកតងជាមួយនឹងការ include នៅ library របស់ bootstrap អញ្ចឹងចាំរាល់ពេលដែលអ្នកនឹងត្រូវការ add library ដូចជា function ឬក៏ jQuery ឬក៏ plugin ផ្សេងៗតកតងជាមួយ CSS jQuery ឬក៏ image អញ្ចឹងត្រូវយកមកដាក់ folder public ហើយដើម្បី link ទៅវាយើងគ្រាន់តែ call ហៅដោយទម្រង់ដូចខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងទៅURL ជា URL ណាឧមារថា page ណាមួយដែលត្រូវហៅ main layout ជាងគាត់ដែលបញ្ជាក់នៅ URL សម្រាប់បាត់បើក្រៀមដាក់ folder CSS folder ហ្នឹងទៅរាប់ចេញពី public ហ្នឹងគឺ root directory public ហ្នឹង root directory អញ្ចឹងមានថាចូលទៅក្នុង folder public ហើយកន្លែងនេះគឺ CSS file យកតែម្ដងពេលដែល run project វានឹងចាប់យក public directory ជា root project របស់វាអញ្ចឹងរាប់បានដាក់ក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអាចយកចាំហៅទៀតអាឡាយខ្ញុំព្រឹងរហូតដល់បានព្រោះតែយកដល់មកអញ្ចឹងលោកកោះហ្វាយអីអានេះហៅខាងជំនាញចូលហឹមតើយូអរចូលវិញហៅមិនដល់ការអេធីអស្លាស្លាពូដែលចូលអត់បាន maybe let guess ក៏យ៉ាមិនដែរក៏លើទេកណ្ដាល forward slash មួយគឺស្គាល់អូតូម៉ាទិកវាដឹងថានឹងស្អីគេមកតែបោះដាក់តាប់ដាក់កលនេះចូលខាត់អរិស្គាល់អត់ដែរយ៉ាងតែវាអាចអូមិនទៅកន្លែងផ្សេងចាំតិចឥឡូវខ្ញុំដកស្វិញ refresh អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ default អញ្ចឹងអានេះអត់អីតែខ្ញុំទៅបន្តិចទៅ about
ស្គាល់ដូចគ្នាអត់អីហ្នឹងគាត់តែយល់គាត់ក៏ដាក់ជួលនៅក្នុងហ្នឹងកុំដាក់កលែងវាចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបខេសអត់ស្គាល់លឿនតែខ្ញុំភ្លេចថាខ្ញុំវាយយ៉ាងម៉េចស្លាស់នេះអត់ស្គាល់ជាបាទអាចមានឧបសគ្គទាំងណាមួយចាជួបជួបឧបសគ្គជួបឧបសគ្គយើងអាចនឹងមានបញ្ហាណាបាទនេះវាស្រួលជាងបើសិនតែយើងប្រាអានេះបានប្រាអានេះយើងអាចទៅហេស្រួលតាមយើងណាគ្រាន់តែ URL ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យបេះ URL របស់យើងបេះយើងចូលនៅតាណាវា return ឲ្យយើងនៅលើកោះ8000 return លើកោះ8000ឲ្យយើងបើយើងនៅលើ domain name return domain name ឲ្យយើងអ្នកសាយជួបបាទមកអពុំមកណាមកសិនចាប់បងណាកាលាស្រួលតែតែគាត់សាក់ទៅឯងទេឆាតែតែជួបបាត់សេកូរតិចណាស្រួលមកពេកគេសុំតែអូខេនឹងគឺជារបៀបនៃការ extend view ហើយនឹង low sub view ចូលក្នុង main ads ទាំង view របស់វាខ្ញុំបញ្យល់តែប៉ុណ្្នឹងទេតែទៅមួយ view ដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមកាត់ view ប្រកាសជាលឿនយ៉ាងហ្នឹងយើងយល់ពី structure វាក្នុងការកាត់ដល់ view យើងអាចទៅដល់ model បានហើយតាមរយៈចាប់ដើមលេងទៅមកពេលនេះយើងអាចយក project system របស់យើងមួយមកកាត់ចូលទីមួយកាត់វាទៅស្លាស់នេះរត់ទៅណាចេញអីមកតាមរយៈចាប់ដើម implement code ចូលក្នុងហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនកាត់ទីតង់របស់ខាង